mà sau này thầy sẽ dạy cho quý Phật tử biết cách cúng dường làm sao có phước báo. Chẳng hạn bây giờ nói tôi cúng dường cho ông thầy đó, ổng là tái, ổng phạm giới tệ ổng, miễn là tôi cúng dường và cúng dường tăng thôi, ông làm gì làm. Nhưng mà không ngờ mình cúng dường như vậy để giúp cho ông thầy sống đạo phá và phá cái gì, người ta thấy ông thầy người ta chê và phá gì thì chùa gì kỳ cục, chở phụ nữ đi vô trong quán trong liền ngồi ăn không có ai gì hết, cái chùa gì mà có uống rượu nữa đó. Người ta thủy bán ông thầy chùa, tức là người ta thủy bán thầy mà mình cúng dường cho ông ta để ông ta làm cái chuyện đó nữa. Bây giờ mình cúng tivi nè, cúng tủ lạnh nè, cúng những đồ này kia để cho ông thầy thích sang vậy đó, đúng không, có đúng tính cái không? Tức là mình đưa cái chỗ sai cho ông ta thì mình có tội với ông ta chứ không phải không, mình làm cho người ta khi dễ Phật pháp, người làm cho Phật pháp mất đi cái bực chân tu. Cho nên cái cúng dường ông luôn, cho nên những cái chùa nào mà không cúng dường nó chết tối bao giờ nó phải đi ra nó làm bác nó làm, để không có ngồi đó mà nó chùa to vào sang nó ở đó mà nó không làm được cái điều gì đúng chính pháp, sai dữ luật. Chúng ta phải thẳng thắn với người cư sĩ, ủng hộ Phật pháp ủng hộ vậy chứ. Quý vị cứ đụng chùa nào cũng dường mình nhờ cậy nó đến tụng niệm, nó đổ nó chưa được mà nó đổ cha mẹ thì được sao? Quý vị cứ nghĩ đi coi có đúng không? Cái công đức cái người mà sống như vậy, cái phước đức của họ làm sao họ đổ họ được, mà họ đổ cha mẹ mình, họ đến họ tụng niệm, mình chỉ làm cái hình thức che mặt thế gian, chứ Đức Phật đó nó có linh hồn đâu mà đổ, có thế giới siêu hình đâu mà thắng. Thế mà bây giờ nó trở thành truyền thống mê tín của Phật giáo rất là đau lòng. Thầy nói thẳng nói thật, bởi vì Đức Phật nói đó là tưởng tri, cái thứ nhất của tưởng nó không có thật mà. Làm sao mà chúng ta xác định nó được, cho nên nó sống ở trong tưởng của chúng ta, nó là cái thế giới siêu hình của mỗi cá nhân con người. Chúng ta còn sống là nó còn, chúng ta chết là nó mất tiêu sạch, nó còn nữa. Cái bóng dáng mà ngoài kia chúng ta thấy ma, cái bóng dáng ngoài kia mà biết chuyện quá khứ vị lai, đoán biết được, đâu có phải là có linh hồn người này nhầm người kia nhầm mà báo cho chúng ta biết, mà chính tưởng của chúng ta giao cảm được chứ. Bởi vì tưởng nó không có không gian và thời gian, cho nên cách nhất tức là không gian nó vẫn biết. Cũng như tối chúng ta ngủ cửa không mở, mà nó chung lỗ nào đi chợ, nó đi ra ngoài chợ nó chơi, phải không, nó đi tới thành phố Sài Gòn nó chơi nữa, phải không, có người ngủ ở đây mà đã đi chơi thành phố, phải không? Cho nên như vậy rõ ràng là cái tưởng của chúng ta nó vô cùng siêu việt, nó không có không gian gì hết.